xin chân trọng cảm ơn thầy hiệu trưởng và thầy phó hiệu trưởng, và thầy xin mời các bạn học sinh chúng ta di chuyển về vị trí ngồi của mình. Do trời mưa bất lợi nên chúng ta tổ chức trao thưởng nắng xuống và gần với các em học sinh. Thì chúng ta là một niềm vui cũng như là một kỷ niệm khó quên trong thời xin với tất cả các em học sinh. Sau đây thì xin mời các em học sinh có thông tin sẽ di chuyển lên. Xin mời các em học sinh ở lớp 3 tháng 6, xin mời.